có những thực phẩm mà bạn nên bổ sung trong cái khẩu phần ăn hàng ngày để làm gì? Tại vì những thực phẩm đó nó sẽ gọi là cân bằng lại một số cái hormone ở trong cơ thể cũng như là tăng sản xuất một số cái hormone ví dụ như serotonin chẳng hạn, tốt cho tâm thần kinh của chúng ta, cho chúng ta dễ ngủ hơn. Ví dụ như bạn nên bổ sung những thực phẩm có chứa lượng magie, lượng B6 nè, axit folic nè, flavonoid nè, hoặc thậm chí có một số người thì họ có thể sử dụng những cái sản phẩm rất là bình thường thôi mà cân bằng được tâm lý rất là tốt, đó là sô cô la đen. Không biết mọi người có ăn sô cô la đen hay không. Chuyện đó là giống như là một cái cú cánh, hoặc là những cái hạt đậu, những cái hạt ngũ cốc, những cái hạt ốc chó nè, hoặc almond, bạn có thể ăn và giống như là vừa gọi là bạn cân bằng lại. Tại vì khi bạn ăn cái hành động bạn ăn, bạn cảm thấy rất là mình đang xoa dịu bản thân mình đó, nhưng mà những cái thực phẩm bạn ăn á thì nó lại có một số dưỡng chất rất là quan trọng, giống như mình vừa đề cập vitamin nhóm B hoặc là magie chẳng hạn.